Rồi nhà vườn thân mình, mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng một cốt, nuôi thuần chậu sống khỏe nha mình nha. Cây cực kỳ già luôn, cây có nước già này. Đây, nó lên già cái xấu luôn nha mình. Rất là già luôn nha, nụ bú luôn. Đây, cây cực kỳ sung luôn nha. Cây này có mã số là 328, có tổng hoành gốc là 40 nha. Cây cao là 56, tính từ mặt chậu mình lên tới cái đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,3 triệu, em bao ship không chậu nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hàng này về nhà mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng, chăm nó là ok thôi. Hàng thì nuôi thuần rồi. Đây, rễ này, rồi nó mặt luôn. Cây cực kỳ già nha. Cây này một cốt lên nó lắc nhẹ rất là duyên nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây cực kỳ già nha mình. Cẩm thị nó đặc biệt cái là cái màu da của nó, khi mà mình tưới lên càng tưới nước nó càng đen nha mình. Rồi mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 328, em xin giao lưu là 1,3 triệu, bao ship không chậu nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha.